Thành công là đạt được thứ bạn muốn, hạnh phúc là muốn thứ bạn đạt được. Sự khác biệt giữa những người thành công và những người thất bại không phải ở sức mạnh, kiến thức hay sự hiểu biết mà chính ở ý chí. Để thành công, thái độ cũng quan trọng, ngang bằng khả năng. Chúng ta không thể đảm bảo thành công, nhưng chúng ta có thể xứng đáng với thành công. Chọn đúng thời gian, sự bền bỉ và 10 năm nỗ lực cuối cùng sẽ khiến bạn có vẻ như thành công chỉ trong một đêm. Tôi nghĩ nếu bạn làm điều gì đó và thu được kết quả tốt đẹp, bạn nên đi tiếp để làm những điều tuyệt vời khác. Đừng dừng chân lại quá lâu, hãy tìm xem nên làm gì tiếp. Để thành công, hãy chớp lấy cơ hội cũng nhanh như khi vội vã kết luận. Bạn được tha thứ cho hạnh phúc và thành công của mình chỉ khi bạn sẵn sàng hào phóng chia sẻ chúng. Hãy mang cả thành công của người khác trong giấc mơ của mình vì thành công của chính mình. Để trở thành người thắng cuộc, tất cả những gì bạn cần đến là tất cả những gì bạn có. Cách tốt nhất để thành công trong đời là hành động theo lời khuyên mà ta trao cho người khác. Nếu bạn nhất định phải có được sự công bằng để sống một cuộc đời thành công và hạnh phúc, bạn sẽ không làm được điều đó trong kiếp này, trên hành tinh này. Chinh phục bất cứ một khó khăn nào luôn đem lại cho người ta một niềm vui sướng thầm lặng, bởi điều đó cũng có nghĩa là đẩy lùi một đường ranh giới và tăng thêm tự do của bản thân. Sự thành công thường đến với những ai không quá bận rộn đi tìm nó. Sự khác biệt giữa người thành công và người khác không phải là sự thiếu hụt sức mạnh hay thiếu hụt kiến thức, mà đúng hơn là thiếu hụt ý chí. Cơ hội thành công của bạn trong mọi chuyện luôn có thể được đo bằng niềm tin của bạn vào chính bản thân mình. Thành công không phải ngẫu nhiên, đó là sự chăm chỉ, bền bỉ, học hỏi, nghiên cứu, hy sinh và quan trọng nhất, tình yêu đối với việc mình đang làm. Thành công không nằm ở việc không bao giờ phạm sai lầm, mà nằm ở việc không bao giờ phạm phải cùng một sai lầm tới lần thứ hai. Con đường dẫn đến thành công luôn đang được xây dựng. Mặt trời sẽ không rơi chỉ vì ngày hôm nay bạn vấp ngã, nhưng nó sẽ mọc lại để đi cùng bạn tới thành công. Anh ta chưa bao giờ thành công lắm. Khi cơ hội gõ cửa, anh ta phàn nàn về tiếng ồn. Thành công trong cuộc sống không tự nhiên mà đến. Bạn cần phải có thái độ sống, khát vọng và cả sự chấp nhận. Khi bạn nhìn sự việc rõ ràng trong tâm trí, cơ chế thành công đầy sáng tạo trong bạn sẽ chiếm lĩnh và làm việc có hiệu quả hơn nhiều. Bạn có thể làm với ý thức nỗ lực hay ý chí.
Cách duy nhất để thành công trong bất cứ chuyện gì là tận tâm, tận sức. Kiên nhẫn, bền bỉ và mồ hôi là sự kết hợp không thể đánh bại của thành công. Hầu hết mọi người đạt được thành công lớn nhất khi vượt qua chỉ một bước lên trên điều có vẻ như thất bại lớn nhất của họ. Hãy nhớ rằng hạnh phúc không phụ thuộc vào việc bạn là ai hay bạn có gì. Nó phụ thuộc hoàn toàn vào việc bạn nghĩ gì. Vì vậy, hãy bắt đầu mỗi ngày nghĩ về tất cả những gì bạn cần phải thấy biết ơn. Tương lai của bạn phụ thuộc rất lớn vào suy nghĩ của bạn ngày hôm nay. Vì vậy, hãy nghĩ về hy vọng, lòng tự tin, tình yêu thương và thành công. Tôi không bao giờ tìm kiếm thành công vì danh vọng và tiền bạc. Tài năng và đam mê nằm trong thành công mới đáng quý. Tài năng rẻ hơn muối bột. Điều làm nên sự khác biệt giữa người tài và người thành công là sự vất vả, chăm chỉ. Sự bình tĩnh, trầm ổn, sự vô tư hào phóng, tình yêu thương không vị kỷ, nỗ lực không vụ lợi, đó là những điều mang đến thành công trong cuộc đời. Nếu bạn có thể tìm thấy sự yên bình trong bản thân và chia sẻ nguồn an ủi ra xung quanh, bạn sẽ hạnh phúc hơn cả vua chúa. Thành công và thất bại, ta nghĩ chúng đối lập nhau, nhưng thực ra không phải, chúng là bạn đồng hành, vị anh hùng và người cộng sự. Sự chủ động đối với thành công giống như que diêm đang cháy đối với ngọn nến. Người lúc nào cũng muốn thành công, phải thay đổi hành vi của mình tùy thời. Bạn luôn thành công trong việc tạo ra kết quả. Thất bại chẳng tồi tệ nếu nó không ghi dấu vào tim. Thành công là tốt đẹp nếu nó không bốc lên đầu. Phân biệt giữa các thử nghiệm, thất bại và thành công không phải là chuyện đơn giản. Hầu hết những việc cuối cùng thành công là kết quả của nhiều thử nghiệm không thành công, mà trong quá trình ấy, những trở ngại dần dần bị loại bỏ. Thành công luôn diễn ra ở nơi kín đáo và thất bại xảy đến ở chỗ công khai. Thành công hay thất bại phụ thuộc nhiều vào thái độ hơn là năng lực. Những người thành công hành động như thể họ đã thành đạt hay đang thưởng thức điều gì đó. Không lâu sau, nó trở thành hiện thực. Hành động, quan sát, cảm thấy thành công, hành xử theo điều đó và bạn sẽ kinh ngạc vì kết quả tích cực.
tôi có thể cho bạn công thức thành công 6 chữ: nghĩ kỹ lưỡng, theo tận cùng. Bí mật của thành công là học cách sử dụng nỗi đau và lạc thú thay vì để nỗi đau và lạc thú sử dụng bạn. Nếu bạn làm như vậy, bạn tự chi phối cuộc đời mình. Nếu bạn không, cuộc đời chi phối bạn. Hãy ăn mặc để thành công. Hình ảnh rất quan trọng, người ta đánh giá bạn theo vẻ bề ngoài. Chỉ những người dám thất bại lớn mới đạt được thành công lớn. Điều kiện tất yếu đầu tiên của thành công là khả năng dồn năng lượng thể xác và tinh thần vào một vấn đề triền miên không mệt mỏi. Con đường dẫn tới thành công luôn luôn đang được xây dựng. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem video của kênh World 1001. Nếu thấy video hữu ích, hãy nhấn like, subscribe để ủng hộ kênh nhé. Nhấn chuông để theo dõi các video tiếp theo và xin đừng quên chia sẻ cho mọi người cùng xem. Chân thành cảm ơn các bạn và chúc các bạn luôn vui vẻ, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống.